Thưa quý vị đại biểu, kính thưa ban giám khảo, thưa toàn thể hội thi, tình trạng tảo hôn ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trở thành vấn nạn của xã hội. Do đó, công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động nhằm nâng cao ý thức cho toàn thể gia đình và học sinh đã trở thành hậu quả của nạn tảo hôn là biện pháp cần thiết và hữu hiệu mà Đảng ủy xã Nậm Ban đã sử dụng nhằm góp phần xây dựng một cuộc sống văn minh giàu đẹp hơn. Thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến trong hội thi hôm nay được gửi gắm trong tiểu phẩm mang tên Mỉ à, bố xin lỗi, với sự tham gia của các diễn viên Văn Nhoán trong vai A Lử, Tái Tạch trong vai bà Thảo vợ A Lử, Hà Thu trong con gái vai Mỉ con gái A Lử, Ban Chính trong vai trưởng công an xã, Văn Hoàn trong vai cán bộ biên phòng, A Lò trong vai trưởng bản. Tiếp theo xin mời quý vị cùng theo dõi. Chuyện thôi, không phải là đi tìm thuốc phiện hút đâu.
mày nói lung tung. Ôi, tôi không tin. Ông với cái thằng âm phó thì có cái chuyện gì mà bàn hả? Tao nói cho hai mẹ con mày biết nhá, ngày mai cái Mỹ không phải đi làm nữa, ở nhà đợi thằng A Phó tôi đón về làm vợ, biết chưa? Bố ơi, con không muốn đi lấy chồng đâu, con còn bé mà bố, với lại con còn muốn đi học với các bạn cơ. Mẹ ơi, con không muốn đi lấy chồng đâu mẹ. Bé cái gì mà bé, lúc tao lấy mày cũng bằng tuổi nó thôi. Ôi trời ơi, ông xem bây giờ thời đại nào rồi mà ông còn nói như thế. Ông muốn nó khổ như tôi với ông à? Khổ, khổ cái gì? Mày về làm vợ tao là mày sướng lắm đấy. Ôi trời ơi, ôi sướng cái gì mà sướng. Thank you.
Anh có biết là đánh người là vi phạm pháp luật không? Cháu chào các chủ ạ. Chào các cán bộ. Chào các cán bộ ngồi đây. Á Lửa này, tôi đã nhắc anh rất là nhiều lần rồi mà anh vẫn chứng nào thật đấy. Chúng tôi thất vọng về anh quá đấy anh Lửa. Mà sao thế anh Lửa? Sao lại đánh vợ con thế? Mà Trinh với cháu có sao không? Có chuyện gì kể cho chúng tôi nghe xem nào. À được. Cán bộ à, nói với cán bộ như thế này này. Ông A Lử nhà tôi ấy, muốn gả cái Mỹ để lấy thằng Âm đó. Nhưng cái Mỹ nó còn đang đi học. Năm nay nó có 14 tuổi thôi. Nó chưa đến tuổi kết hôn đâu. Tôi bảo ông Lử, mẹ con nhưng mày còn này lắm chuyện á. À, bình tĩnh nào anh Lửa. Anh Lửa này, được biết cháu Mỹ nhà ta hôm nay được lên huyện đi thi, anh em chúng tôi đến đây để chúc mừng động viên cháu, ai ngờ lại gặp cái tình cảnh như thế này. Chúng tôi cũng biết phải xử lý như thế nào nữa. Mà anh có biết đánh người là vi phạm pháp luật rồi hay không anh Lửa? Về chuyện nhà tôi có liên quan gì đến anh? Tôi nói không nghe, tôi đánh vừa con thôi, có liên quan gì đến các anh đâu? A Lửa, anh A Lửa nói thế là không đúng rồi. Để tôi nói cho A Lửa nghe này. Theo điều 183 Bộ luật Hình sự năm 2015, người nào tổ chức lấy vợ lấy chồng cho những người chưa đến tuổi kết hôn thì sẽ bị xử phạt từ 10 đến 30 triệu đấy anh ạ. Hoặc là không được giữ đến 2 năm. Mà tiếp đến tôi nói cho anh biết này. Hôm qua công an và biên phòng bắt thằng A Pó về tội là vận chuyển trái phép chất ma túy. Thằng A Pó nó cũng khai với tôi hết rồi đấy. Thằng A Pó bị công an bắt thì có liên quan gì đến tôi? A Lửa, thằng A Pó nó khai có cả anh nữa đấy. Mà cán bộ nói thế mà anh còn không biết lỗi của mình à? Trong quy ước của bà mình có nói là các gia đình không được tổ chức cho con cái lấy vợ lấy chồng khi chưa đủ tuổi kết hôn. Nếu anh cứ cố tình tổ chức thì bà con và người ta sẽ không về dự đám cưới của con gái anh đâu, A Lửa. Đấy, ông thấy chưa? Ông tưởng là cái thằng A Pó kia nó giấu cho ông à? Mà ông còn định gả cái Mỹ cho thằng A Pó nữa đấy. Anh Lửa này, những việc của anh làm trong thời gian qua chúng tôi đều biết. Chẳng qua chúng tôi muốn anh tự nhận ra những cái lỗi của mình. Còn thằng A Pó vi phạm pháp luật sẽ bị pháp luật trừng trị. Chị Lửa ơi, bây giờ tốt nhất trong trường hợp của A Lử, ta nên đưa A Lử xuống công an xã để xác định tình trạng nghiện. Trong trường hợp mà A Lử nghiện, mình đi đăng ký cho A Lử đi cai nghiện chị nhé. Vâng. Đấy, ông thấy chưa? May mà cái Mỹ nhà mình chưa có vấn đề gì xảy ra đấy. Mỹ à, con sang đây. Dạ. Trước thì bố không được học hành, nghe người khác xúi giục. Nên bây giờ là được cán bộ về tuyên truyền thì bố mới hiểu ra. Bây giờ là bố sẽ cho con đi học tiếp, sau này để về làm cô giáo dạy chữ cho các em, cho bản mình. Bố hứa bố sẽ cho con đi học tiếp. Bố ơi, bố nói thật nhá. Vâng, bố hứa bố sẽ cho con đi học. Ơi, ngày mai con lại được đi học tiếp lại rồi. Đấy, ông phải hứa với tôi, hứa với các cán bộ ở đây, đi. Vâng, tôi hứa với bà, với con, với cán bộ, tôi sẽ cho con Mỹ đi học tiếp. Nhá, ăn hứa đấy nhá, mai cháu tiếp tục xuống trường đi học nhá. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa ban giám khảo, hiện nay tình trạng thảo hôn vẫn đang xảy ra trên địa bàn của xã, đặc biệt là những bản vùng sâu, vùng xa. Để giảm thiểu vấn đề này, chính quyền địa phương đã áp dụng rất nhiều những biện pháp rồi tuyên truyền đến từng người dân. Qua tiểu phẩm này, đội xã Long Ban xin mong muốn gửi đến là mỗi gia đình, mỗi người dân chúng ta cần phải tuân thủ triệt để luật hôn nhân và gia đình, cùng nhau chung tay phát triển kinh tế hộ gia đình để cuộc sống ấm no hạnh phúc. Một lần nữa chúng tôi xin chân thành
thành cảm ơn quý vị đại biểu đã lắng nghe. Chúc cuộc thi thành công rực rỡ.